Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục sang chủ đề 23, đó là tập gõ các phím ở hàng phím cơ sở. Mục tiêu của bài học này là sau khi chúng ta hoàn tất bài học thì chúng ta biết cách rèn luyện kỹ năng gõ các phím ở hàng phím cơ sở, từ đó hình thành thói quen gõ phím bằng 10 ngón tay. Thì có rất nhiều phần mềm để chúng ta luyện gõ chữ, thì ngày hôm nay thì cô hướng dẫn các bạn một cái phần mềm Rapid Typing, là phần mềm rất là dễ sử dụng. Đây là giao diện của phần mềm. Rồi trước khi vào thực hành phần mềm này thì chúng ta đi hoạt động số 1, đó là hoạt động tìm hiểu kiến thức. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi, cô sẽ chỉ cho các bạn cách đặt tay đúng ở trên bàn phím. Thì cách đặt tay đúng của chúng ta là hai ngón trỏ trái chúng ta đặt vào phím có gai và phím F, còn ngón trỏ phải chúng ta đặt vào phím J, và các ngón khác chúng ta gảy đều ra các phím. Còn ngón cái thì chúng ta đặt vào phím cách, hai ngón cái chúng ta đặt vào phím cách. Đó là cách đặt tay. Rồi chúng ta đi hoạt động 2, đó là hoạt động thực hành. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là giao diện của chương trình. Ở bên tay trái của chúng ta, đây là các bước cơ bản từ dễ đến khó. Rồi bên đây là các lesson mà chúng ta phải thực hành. Ví dụ chúng ta chọn cái bước cơ bản thứ nhất, bài tập dễ thứ nhất, rồi chúng ta chọn lesson 1, và đây là thời gian hiển thị. Và bây giờ cô thực hiện cho các bạn xem ha. Rồi các bạn lưu ý nè, nhìn ở cái ô vuông này nó hiện lên chữ nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngón tay của cái phím đó để chúng ta thực hành. Chúng ta gõ cho đúng thì chúng ta bấm vào nút này để thực hành. Rồi chúng ta lưu ý cái ngón tay màu xanh ha. Ngón tay màu xanh hiện lên ở chữ nào thì chúng ta sẽ gõ vào chữ đó. Rồi tiếp tục, ngón tay màu xanh các bạn nhìn nè, hiện vào phím cách. Rồi ngón trỏ tiếp tục ngón cái mà chúng ta lúc đầu thì chúng ta chưa quen thì chúng ta thực hiện chậm, dần khi quen thì chúng ta sẽ thực hiện nhanh hơn ha. Cứ thực hiện như vậy cho đến hết bài tập. Ở đây cô làm từ từ cho các bạn xem nè. Đó, ngón cái xong, ngón giữa, ngón cái, ngón giữa phải. Rồi đây là cái bản kết quả của chúng ta đạt được 100% ha. Rồi chúng ta gõ được đây là các bạn xem quả của mình. Các bạn muốn gõ tiếp thì chúng ta sẽ bấm vào go on thì chúng ta đi tiếp tục. Rồi tương tự như vậy, chúng ta qua lesson 2 thì chúng ta cũng đặt tay y như vậy và chúng ta sẽ tiếp tục thực hành cho đến khi hết các bài tập của cơ bản, từ lesson 1 đến lesson 9. Lúc đầu các bạn gõ không cần gõ nhanh lắm đâu, chúng ta gõ từ từ và chúng ta khi mà quen dần rồi chúng ta nhanh cái tốc độ lên và chúng ta thực hiện nhiều bài tập như vậy thì dần chúng ta sẽ tiến bộ hơn rất là nhiều. Rồi bài học đến đây là kết thúc, chúc các em học tốt.